Lô, xin chào tất cả bác tài quay trở lại với kênh của em Thành Xin Nói Chắc. Hôm nay em sẽ giới thiệu qua cho các bác vị trí để cà số khung, số máy của chiếc xe Ben JB7050. Chiếc xe Ben 4.6 do nhà máy TMT Cửu Long sản xuất các bác nhé. Đây là chiếc xe đời mới nhất 2022. Bác đi đăng ký hoặc đăng kiểm và muốn biết vị trí số khung, số máy của chiếc xe thì em sẽ quay cho các bác. Đầu tiên là vị trí của số khung, nó sẽ nằm ở bên phụ và ở trước cái bánh lái. Đây, ngay chỗ thành chèo nhíp các bác nhá, rất là nét. Đây, chiếc xe đời 2022 cho nên sẽ là DN. Đây. Tiếp đến là vị trí của số máy, nó sẽ nằm ở bên phụ nốt. Đây, các bác có thể nhìn đây, nằm ngay trên đáy các xe dầu. Về chiếc xe 4.6 này sẽ sử dụng cái động cơ là động cơ Zunay, công suất máy là 70 kW, động cơ 4 kỳ và 4 xi lanh thẳng hàng. Và đây là động cơ điện các bác nhé. Các bác tìm máy cơ thì hiện tại xe mới sẽ chắc chắn là không có. Đấy. Con này thùng sẽ được rơi vào tầm 3 bao nhiêu nhỉ? Rơi vào tầm 3,6 khối các bác. Xe rất là đẹp, có màn hình cũng như có cam lùi. Các bác có nhu cầu muốn tìm hiểu mua xe mới có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0326 340 707. Các bác có nhu cầu tìm hiểu cái vị trí số khung, số máy của các dòng xe Ben Cửu Long, xe tải thùng TMT, dòng hổ vồ lớn Xin Nói Chắc thì có thể liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại 0326 340 707, thì hoặc là kết bạn Zalo, em sẽ hỗ trợ các bác về vị trí các số khung, số máy các dòng xe Cửu Long các bác nhé. Hẹn các bác ở các video sau. Rất vui khi được hỗ trợ các bác trong việc mua bán xe cộ.